Đến dự và chủ trì hội nghị trực tuyến với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, các thân nhân gia đình của các cán bộ, y bác sĩ đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã nghe lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan báo cáo tình hình dịch COVID-19 tại địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chia sẻ những khó khăn của các cán bộ chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam đang hoạt động ở các địa bàn xa xôi, đồng thời khẳng định sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân đối với lực lượng này đánh giá cao thành tích nỗ lực vượt qua khó khăn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại các phái bộ trong thời gian qua. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị các cán bộ chiến sĩ quán triệt và tiếp tục củng cố sức mạnh tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cần xác định nhiệm vụ trong thời gian hiện nay là tự bảo vệ mình, không chỉ bảo vệ mình trước dịch Covid-19 mà bảo vệ mình ở tư tưởng, lòng quyết tâm, sự lạc quan, tình đoàn kết và niềm tin thắng lợi cũng tại hội nghị cùng thư khen của bộ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng trần quang phương đã công bố quà tặng của bộ quốc phòng cho các cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ nam sudan và cộng hòa trung phi